Nova World Mũi Né, Marina City, tọa lạc tại vị trí kết nối các điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Né, Phan Thiết. Đến Marina City trên những chiếc du thuyền đẳng cấp và thượng lưu. Nova World Mũi Né, Marina City, tâm điểm hạ tầng, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 1:50 qua cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cách sân bay Phan Thiết chỉ 10 phút và là trung điểm tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo. Bãi đá Cù Chăn tại trung tâm dự án, 15 phút đến trung tâm Phan Thiết, 20 phút đến ga Phan Thiết, dễ dàng tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như đồi cát đỏ, làng chài Mũi Né, tháp Chàm. Nova World Mũi Né, Marina City chào đón bạn. Những cư dân tinh hoa đến với thành phố phồn hoa bên vịnh biển du thuyền lộng lẫy, nơi mà trong mình nguồn cảm hứng bất tận từ thiên nhiên. Những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc lâu đời, giao thoa cùng những kiến trúc nổi bật mang tính biểu tượng thế giới. Đến với Marina City là đến với những trải nghiệm sống đỉnh cao. Marina City, thành phố Vịnh Dung Thuyền, điểm đến quốc tế. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.